Các người làm trò gì đây? Các người làm trò gì đây? Ông! À? Ông! Tại sao ông lại biết tôi ở đây? Tôi theo dõi các người mấy ngày hôm nay rồi. Hôm nay mới mò được cái tổ to vò này đây. Bà nhìn xem, nó đáng tuổi con tuổi cháu của bà mà bà quan hệ được với nó à? Chó, mày nói để yêu em tao. Mày làm cái trò gì với mẹ tao đây? Hả? Tao hả? Khoan xuống đây. Thôi. Ông ơi, tôi xin ông, ông đừng chửi rủa tôi ở đây. Nhỡ xung quanh họ nghe thấy, tôi xấu hổ. Bà mà cũng biết ngượng biết nhục á. Nếu mà bà đã biết như thế, bà đã không làm được cái trò này. Bà hiểu chưa? Còn mày, tao không trách mày đâu. Tao có trách, tao trách vợ tao thôi. Hải ơi, Hải xin bố con, hộ mẹ đi con. Thôi bố ạ, ở đây đông người, mình về nhà nói chuyện. Con ngồi đấy à? Về! Thằng chó, mày là bạn thân tao đấy, là bạn tốt của tao đấy. Rồi mày làm cái trò gì đây? Bỏ ra! Mày bỏ ra! Sao bố lại đánh mẹ thế ạ? Cái thứ đàn bà lăng loàn này, tập đánh cho chân. Có chuyện gì thế ạ? Mày hỏi mẹ mày ấy. Mẹ ơi, có chuyện gì thế ạ? Sao? Bà không nói được gì? Bà không nói được để tôi nói cho nó nghe. Mẹ mày ấy ngoại tình với thằng Kiên, bạn thân của thằng Hải nhà mình đấy. Bố nói cái gì? Mẹ con ngoại tình với anh Kiên đấy ạ? Anh Hải, chuyện này là sao ạ? Thì thằng Kiên nó bảo nó thích mày, nó tán mày, tao mới đưa về nhà ăn uống để làm quen với gia đình. Mẹ ngủ với nó, tao làm sao mà quản được. Mày, nếu mà mày không đưa thằng bạn mày đến đây ăn uống thì mẹ mày không biết nó, thì lấy đâu ra mà ngoại tình? Thì con đã bảo rồi, con đưa về vì nó thích con quý anh. Mà bây giờ tính mẹ như thế, mẹ không ấy với thằng này, ấy với thằng khác. Mẹ, tại sao mẹ lại làm ra cái chuyện đáng xấu hổ này ạ? Mẹ làm cái gì mẹ cũng phải nghĩ đến bố, nghĩ đến vợ con chứ ạ? Mẹ làm như thế này, gia đình mình ra đường còn mặt mũi nào mà nhìn mọi người nữa ạ? Mọi người đừng chỉ chết tôi nữa, tôi cũng đau nhục lắm rồi đây. Chuyện này tôi cứ nghĩ nó chỉ ở trên phim thôi, không ngờ nó lại xảy ra ở cái gia đình này. Mẹ, tại sao mẹ lại ngoại tình với anh Kiên ạ? Mẹ và anh Kiên đã làm ra những cái chuyện tồi tệ nào rồi ạ? Thì cũng tại cái thằng Hải này, suốt ngày nó đưa cái thằng đấy về đây để ăn cơm, xong rồi nó cứ đưa mẹ đi chợ, xong rồi nó gạ mẹ. Mà bố mày thì từ lâu rồi có quan tâm đến mẹ đâu. Bà nói cái gì? Cứ người phụ nữ nào mà không được quan tâm là cũng ngoại tình giống như bà hết à? Thôi, tôi với bà ấy, sống với nhau cũng lâu rồi, già rồi. Bỏ bà thì tôi cũng không bỏ được, nhưng mà ở với nhau ấy thì tình cảm cũng dặn nứt rồi. Thế nên bây giờ bà hãy sống cuộc sống của bà, tôi sống cuộc sống của tôi. Từ bây giờ bà thích cặp kè và ngoại tình với thằng nào, đấy là việc của bà. Để tôi xem, chuyện này mà đồn ra ngoài ấy, bà sống kiểu gì? Này, lui! Mẹ, con không nghĩ là mẹ lại làm ra cái chuyện đồi bại như thế này đâu ạ. Con không có một người mẹ như mẹ. Của mẹ anh. Mẹ đừng có nói chuyện với con nữa. Con không muốn nghe một lời nào từ mẹ cả. Hải, con yêu thương mẹ nhất đúng không? Đừng bỏ mẹ nhé. Ở lại với mẹ con nhớ. Con thương mẹ. Thế mẹ có thương con không? Mẹ đẩy con vào giữa câu chuyện của mọi người. Một bên là bố, một bên là mẹ, rồi còn thằng bạn đều, con Quế Anh nữa. Bây giờ tất cả mọi người, cả mẹ nữa, đổ lỗi cho con vì lỗi sai của mẹ.
mẹ xem mẹ làm thế có được không? Bây giờ cái nhà này còn mặt mũi gì ra nữa? Nhục, con quá nhục rồi. Mẹ phá nát cái nhà này mày biết không?